Lấy chồng là phải lấy người phù hợp với mình, chứ không phải lấy người giỏi nhất, hay đẹp nhất, hay giàu nhất. Cái kim chỉ nam của Phương từ đó đến giờ luôn vẫn không thay đổi, đó là phải luôn nỗ lực và phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Khi mà mình tự lo được cho mình thì mình sẽ không bị lệ thuộc, mình không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài quá nhiều, và mình làm chủ được cái cuộc sống của mình. Đối với một người diễn viên, một người mẹ của hai đứa trẻ thì không biết cái quỹ thời gian của Phương phân chia giữa gia đình và công việc của mình như thế nào? Đầu tiên thì Lê Phương xin chào quý khán giả. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đối với Phương là gần như là những cái gì mà Phương mong mỏi đều có được. Riêng về gia đình, cuộc sống riêng của Phương hiện tại thì có ông xã với hai bé, bé trai bé gái đầy đủ. Cái việc đi làm của Phương á, thứ nhất là Phương cũng được ông xã ủng hộ và hỗ trợ nữa. Nên là khi mà Phương đi quay, đi làm thì đầu tiên hết thì các bé cũng đi học. Ban ngày thì đi học, nhưng mà tối ví dụ như nếu mà Phương có về trễ thì cũng có ông xã lo. Thành ra là nếu mà nói về cái việc mà lo lắng thì kia gia đình ở nhà như thế nào á, thì Phương hoàn toàn yên tâm. Còn về chuyện nuôi dạy hay chăm sóc này kia thì thứ nhất là bé gái là Phương là trách nhiệm là sẽ chỉ dạy cho con những cái kỹ năng, những cái cho con gái. Còn anh Kiên là cho bé Pháo chỉ dạy con trai. Còn những cái thủ thủy tâm tình này kia thì lâu lâu Phương cũng nhiều khi tối mà được về sớm thì Phương vẫn lên nằm với con trai. Cái thói quen của Phương với Pháo từ nhỏ là tối đi ngủ là Phương hay lên nằm nói chuyện với con lắm, trước khi con ngủ, cho con những cái cảm giác, những cảm xúc thật là đẹp, thật là nhẹ nhàng, để khi mà con nít đó, nó ngủ, nó đi vào cái giấc ngủ, nó có những cái trạng thái thoải mái và tích cực, thì khi sáng thức dậy thì nó sẽ cảm thấy vui vẻ và đầy năng lượng. Cho nên là Phương luôn mong muốn là buổi tối có thêm thời gian để mà nói chuyện với con, rồi chỉ dạy, tư vấn thêm. Thì may mắn là ở thời điểm bây giờ là Phương còn có anh Kiên nữa. Anh Kiên cũng có chỉ cho con những cái của ở góc độ là của con trai đàn ông. Nên là Phương chỉ phụ trách ở cái phần là những cái trong gia đình thôi. Còn đối với bên ngoài xã hội như nào thì đã có anh Kiên hỗ trợ giúp Phương phần đó. Có một cái câu nói Host thấy rất là đúng, đặc biệt là trong trường hợp của Phương. Có nghĩa là phụ nữ khi mà gặp đúng người thì tự khắc sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Quan sát một cái hành trình rất là dài của Phương từ lúc chỉ là cô bé tốt nghiệp trường cao đẳng sân khấu điện ảnh, tham gia những cái vai diễn nhỏ, rồi đi qua rất là nhiều những cái chặng hành trình từ sự nghiệp đến đời sống riêng tư. Thì đi đến thời điểm hiện tại, giống như Phương có chia sẻ, thì Phương đang có được tất cả những cái gì mà trước đây mình ao ước. Phương nghĩ cái điều gì có thể dẫn dắt những cái người phụ nữ đang trong cơn biến động trong cuộc sống của mình có thể vượt qua hết và vững vàng giống như Phương? Cái kim chỉ nam của Phương từ đó đến giờ luôn vẫn không thay đổi, đó là phải luôn nỗ lực và phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Tại vì khi mà mình tự lo được cho mình thì mình sẽ không bị lệ thuộc, mình không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài quá nhiều, và mình làm chủ được cái cuộc sống của mình. Chắc có lẽ là cuộc sống của Phương nó cũng có những cái biến động quá lớn, thì nó cũng hình thành cho Phương những cái tính cách nó cũng khá là mạnh. Phương nói thật thì Phương cũng khá là đàn ông á, chứ không phải như mọi người thấy là Phương mềm mại hay là nữ tính đâu. Phương đôi khi có những cái rất bướng và cũng rất là cố chấp. Nhưng mà cái may mắn Phương đến thời điểm bây giờ là do Phương gặp được người bạn đời biết thông cảm, biết lắng nghe, và đặc biệt là anh cũng rất chia sẻ với mình luôn. Cái đó cũng là chắc là do Phương may mắn Phương gặp được. Thì Phương cũng không biết là phải nhắn nhủ hay là như thế nào, nhưng Phương chỉ biết nói rằng là mình hãy luôn nỗ lực trong cuộc sống. Tại vì biết đâu trên đoạn đường mình đi mình sẽ gặp được những cái duyên, những cơ may mà mình phải tự trang bị cho mình cái sự sẵn sàng để đón nhận nó. Chứ nhiều khi mình cứ để cho mình tệ đi thì khi cơ hội, cơ duyên đến mình không nắm bắt kịp, đó là cũng là lỗi của mình rồi. Nghề của Phương là diễn viên, là một người hoạt động nghệ thuật, nên cái sự xuất hiện của mình trên mạng xã hội, những cái thông tin hình ảnh mình thì nó sẽ lan truyền và nó có sức ảnh hưởng hơn. Cũng vì cái điều đó nên là mọi người cảm thấy là cái sự tỏa sáng của Phương nhiều hơn và vượt trội hơn so với ông xã. Đối với Phương, ở ông xã có cái phẩm chất gì mà khiến cho Phương luôn cảm thấy là mình có thể an tâm dựa vào? Thực ra lấy chồng, theo như Phương cảm nhận và chính xác là từ thực tế của Phương, lấy chồng là phải lấy người phù hợp với mình, chứ không phải lấy người giỏi nhất, hay đẹp nhất, hay giàu nhất. Cái cảm giác của Phương rằng là nếu như cái người đó đến với mình, họ có thể, họ muốn ở bên cạnh mình. Cái đầu tiên là anh Kiên. Anh Kiên ảnh muốn ở bên cạnh Phương, ảnh muốn chia sẻ với mình. Và Phương với anh Kiên có thể nói chuyện từ lúc mở mắt ra cho tới lúc đi ngủ, mà nói hoài vẫn không hết chuyện. Cái đó là cái điều mà Phương nghĩ rằng
cái mấu chốt rất quan trọng. Tại vì mình ở cạnh một người mà mình lúc nào mình cũng muốn nói chuyện với họ, thì đó là cái giữ cái mối quan hệ nó sẽ, nó có lửa, nó luôn có lửa với nhau. Chứ ở bên một người mà không muốn nói chuyện, không muốn dò mặt thì rõ ràng là đúng không? Thành ra là Phương thấy rằng là ở anh Kiên, cái phẩm chất đầu tiên đó là anh luôn chia sẻ với vợ của mình. Chia sẻ đây bao gồm cả là thông cảm, thấu hiểu và giúp đỡ, kể cả việc nhà, kể cả công việc, kể cả bất cứ cái gì Phương nhờ ảnh đều có thể làm được. Và cái quan trọng nữa là ảnh cho Phương cái sự tin tưởng và yên tâm ở một người đàn ông. Tất cả những thông tin bí mật, những cái gì riêng tư cá nhân của ảnh, ảnh đều public hết, ảnh đều công khai. Ảnh không có một cái gì mà mập mờ với mình. Và đó là cái điều mà Phương cảm thấy rất yên tâm. Và thêm một cái nữa là trong công việc của Phương, ảnh cũng rất là thông cảm. Cái sự mà gọi là hờn ghen hay khó chịu hay là khắc khe hoặc là áp đặt á, cũng hầu như là Phương không có thấy. Phương không có bị rơi vào trường hợp là chồng lúc nào cũng ghen hay là lúc nào cũng gây khó dễ cho mình. Không biết cái mối quan hệ giữa Phương với ba má chồng như thế nào? Phương may mắn khi mà mẹ chồng Phương, nói vậy thì cũng hơi tội, là tại vì mẹ Phương khá là không, nói chung là mẹ Phương cũng khổ nhiều. Mẹ Phương cũng không phải là một người phụ nữ được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Có những cái nỗi niềm trong gia đình á thì mình không tiện chia sẻ, nhưng rõ ràng mình hiểu là mẹ cũng đã có một cái khoảng thời gian thanh xuân rất là vất vả. Cho nên là khi mà mình làm dâu của mẹ thì mình thấy rõ ràng mẹ rất thông cảm và chia sẻ từ những cái mất mát của mình. Rồi mẹ luôn bênh vực và luôn phải nói là bất kể chuyện gì giữa hai vợ chồng, mẹ luôn đứng về phía mình. Thành ra là chỉ cần như vậy thôi mình đã cảm thấy là mình quá may mắn rồi. Và Phương nghĩ rằng là cái mối quan hệ giữa Phương với mẹ có thể ban đầu có một cái sự gì đó nó hơi, nó chưa rõ ràng, nó có sự hiểu lầm một chút. Là như mẹ có phim mẹ thấy Phương lớn tuổi hay cái gì đó, những cái đó chỉ là ban đầu thôi. Nhưng mà qua khoảng thời gian tiếp xúc, nói chuyện, rồi bây giờ ở chung nhà, rồi con cái, cháu này kia với nhau mọi thứ, thì Phương thấy là một người mẹ chồng rất là tâm lý, cực kỳ tâm lý luôn. Phương chăm sóc con của Phương như thế nào? Hai bé nhà Phương trộm vía thì ăn uống ngủ nghỉ rất dễ chịu và rất ngoan. Bé Pháo thì có thể hơi bướng chút tại con trai, với lại giờ cũng đang cái tuổi nó cũng hơi ẩm ương, nó hơi khó dạy. Nhưng mà nói cho ngay thì Pháo thì rất sợ ba, còn em Bông thì lại vô cùng dễ dạy. Em Bông thì chỉ cần mình phân tích nói là em nghe và em tiếp thu ngay. Ăn uống tự ăn, ngủ tới giờ đi ngủ, sáng dậy kia đi học vui vẻ, thưa ba mẹ đi học. Nói chung trong chuyện con cái thì Phương cũng đang cảm thấy mình cũng đang rất may mắn luôn. Trước đó là mọi người nói Phương là có em bé, nhưng mà không phải, chỉ là tin đồn thôi. Thì đối với Phương ấy, trong năm nay là mình có nghĩ đến cái hồi đó không? Dạ, không bao giờ luôn. Tại vì thứ nhất là ngay cả anh Kiên cũng không muốn. Anh Kiên nói là một lần sanh quá cực. Và Phương là diễn viên nữa, cái tuổi xuân, tuổi nghề Phương nó ngắn, nên là Phương phải giữ lại dốc dáng rồi mất thời gian quá nhiều á. Thành ra là ngay cả gia đình chồng cũng không có mong muốn là sanh thêm nữa. Tại vì có bé Bông là đủ rồi, và có bé Pháo là cũng đủ nếp đủ tẻ rồi. Nên nói chính xác là Phương sẽ không có ý định sanh thêm con nữa. Nên nếu có đi chăng nữa, có thể là do Phương đóng phim cái nhất, hoặc là Phương ăn nhiều thôi. Ở nhà khác thì Phương biết, nhưng nhà Phương muốn có con phải hỏi anh Kiên. Ảnh muốn mới được nha, chứ không phải là do mình quyết định đâu á. Nhưng mà cái sự lựa chọn của Kiên có thể thấy là cũng từ cái sự lo lắng cho Phương. Lo cho tương lai con nữa. Tại vì sanh con nhiều chưa chắc mình đã nuôi dạy nó tốt. Một đứa thôi mà nó chắc chắn là được. Không biết trong cái hành trình yêu rồi chung sống với nhau á, có một cái kỷ niệm gì đó mà ông xã từng làm cho Phương, khiến cho Phương mỗi lần nghĩ đến cái chuyện đó là có thể quên hết tất cả những cái xung đột. Không biết chia sẻ sao nữa. Anh Kiên nói thời điểm này đi, thì anh Kiên là gần như là ảnh thay đổi, ảnh chấp nhận thay đổi bản thân ảnh. Có những cái mà ngày xưa mà mình nghĩ rằng là đàn ông thì họ sẽ khó thay đổi lắm, nhưng Phương thấy rõ ràng bây giờ mọi thứ ảnh trầm hơn, ảnh ít tranh cãi hơn. Những cái quyết định của mình thì ảnh hiểu rồi, ảnh không có còn can thiệp hay là gây cho mình những cái khó xử nữa, để cho mình tự quyết định hết. Rồi hậu quả như thế nào thì hai chồng cùng xử lý. Nên là Phương cảm thấy là đôi khi mình đi quay rồi mình đi làm thì anh cũng đứng phía sau lo hậu phương mọi thứ. Nói chung là mình cũng không thôi thì người ta nói là 30 cũng chưa phải là Tết đâu đúng không, thì
trước mắt là mình hạnh phúc, mình may mắn. Nên là Phương cũng luôn luôn cố gắng tiết chế. Và khi vợ chồng tranh cãi thì hai vợ chồng có một cái quy luật là không bao giờ được nói ly hôn. Không bao giờ được nói cái đó, cho dù giận như thế nào. Và hai vợ chồng cũng có một cái thống nhất với nhau là có như thế nào cũng không được bỏ ra khỏi nhà. Đang tranh cãi là không được ai bước ra khỏi nhà. Chỉ có thể đi thay đổi không gian, dù qua phòng khác này kia các kiểu thôi, chứ không được đi ra khỏi nhà. Thì hỏi một câu rất khó nha. Thông qua những cái chia sẻ của Phương thì có thể hình dung một cách mạch lạc á, là có những cái điều ý nghĩa mà nó không thể hiện qua vật chất hay những cái việc gì cụ thể. Nhiều khi nó là những cái rất là chi li, những cái nhường nhịn, những cái chăm lo mà không thể hiện bằng ngôn từ, nhưng mà nhìn thấy được hết cái sự nhường nhịn của người ta dành cho mình. Phương với anh Kiên á, là đôi khi có những cái Phương với vợ chồng người khác có hay không, đến tận thời điểm mà từ hồi yêu đến bây giờ luôn nha, là vô câu hỏi của host rồi đó, là có một cái thói quen là cứ ai đánh răng trước là sẽ lấy kem cho cái người còn lại. Cứ hễ mà vô và thấy cái bàn cãi chưa có kem, tức là người kia chưa đánh răng, là buổi sáng và buổi tối, thì sẽ lấy kem dành cho người đó. Và đến tận thời điểm bây giờ thói quen nó vẫn còn, cho dù giận luôn, cho dù hai vợ chồng đang cãi đùng đùng đùng, nhưng tối đi vô vẫn thấy cái kem, khi đánh răng có kem. Thì Hương nghĩ đó là một trong những cái mà rõ ràng cái mối quan hệ vợ chồng nó rất tốt. Cho dù có tranh cãi, có bức xúc, có vấn đề gì đi nữa, nhưng cái đó chỉ là mâu thuẫn va chạm thôi, chứ nó không phải là cái vấn đề để nó triệt cái tình yêu của hai người. Cái điều Phương chia sẻ quá là dễ thương luôn á. Có nghĩa là có những cái điều nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó là cái quy ước ngầm giữa hai người, ngày nào mà còn lấy kem đánh răng cho. Đúng rồi đó, là còn đúng không? Tình yêu rất là nhiều đằng sau, phía sau tất cả những cái sự giận hờn, những cái sự xung đột trước những cái vụn vặt, những cái cảm xúc nhất thời trước những cái vấn đề trong cuộc sống, là hai người đều biết rằng cái người kia vẫn yêu mình thông qua cái hành động rất là nhỏ, quan tâm đến mình. Cho dù giận dữ lắm, không dòm mặt luôn, không nói chuyện luôn, thậm chí bỏ lên trên lầu làm việc luôn, không ở dưới, bỏ mình ở dưới coi phim mình. Tại hai chồng hay có thói quen tối coi phim nhau lắm, hôm nào giận là bỏ đi lên trên phòng thu, nhưng mà tối đi ngủ vẫn thấy cái kem răng là thấy cũng được. Mà cái đó nó soi dịu mình nhiều lắm, soi dịu lắm, như là lửa đang bùng cháy mà được nhận một cơn mưa vậy đó. Đúng rồi. Không biết là vào ngày 14 tháng 2 hay là 8 tháng 3, những cái ngày đặc biệt dành cho phụ nữ chúng mình đó, thì bản thân Phương và ông xã có những cái đặc biệt gì dành cho nhau vào cái ngày đó không? Kể cả 20 tháng 10 luôn. Những ngày đó Phương đi quay, hoặc là thậm chí là hai chồng không có lên kế hoạch gì hết, nhưng làm gì làm Phương cũng sẽ có quà, hoặc là có một bó hoa, hoặc là thường là những món quà anh tự làm, tự tay làm. Nhưng mà mình không biết làm từ lúc nào và không biết mua hoa từ lúc nào, mặc dù có thể nếu hôm đó Phương ốp ở nhà, Phương không có đi đâu, mà Phương cũng không biết ảnh mua hoa từ lúc nào luôn, không biết mua quà chuẩn bị từ lúc nào luôn. Nhưng mà cứ đến những ngày đặc biệt Phương luôn có quà. Cho nên Phương nghĩ rằng là phụ nữ mình cứ yêu chồng thì những ngày đặc biệt của mình sẽ có quà. Món quà đặc biệt nhất mà Phương từng nhận được từ chồng đó là gì? Đó là bức chân dung mà anh vẽ cho mình. Anh vẽ mình, mặc dù anh không học vẽ, nhưng mà anh vẽ ra được cái thần thái, cảm giác mình nhìn vô đó là hình của mình. Và cái món quà đầu tiên là cái món quà cái ngôi nhà bằng gỗ anh tự tay anh làm bằng những cái que kem, và trong đó anh đặt một cái cặp nhẫn, là nhẫn, nếu mà nói một cách giống như là gọi là nhẫn cầu hôn đó, thì một cặp nhẫn cưới đó. Là chính thức từ lúc đó là Phương nói thật, chứ là nghe anh hát là đã đổ rồi, mà nhìn cái nhà là đổ luôn. Anh rất là khéo tay, từ hát hò kia, những cái mỹ thuật, những cái này kia thì anh đều có thể làm được. Có nghĩa là cái việc vẽ Phương không phải là vẽ bằng kỹ năng đâu, vẽ bằng tình yêu đó. Món quà mà đối với Phương là Phương nghĩ là thú vị nhất, đặc biệt nhất mà Phương từng dành cho chồng đó là gì? Là bé bông. Bé bông là một món quà mà Phương nghĩ rằng là Phương chỉ cần tặng đúng một lần rồi, không cần tặng quà nữa, từ giờ đến cuối đời mình cứ nhận quà thôi. Đối với Phương, cái việc giữ tài hồng chìa khóa trong gia đình nó sẽ như thế nào? Phương với anh Kiên là có chung tài khoản luôn. Một tài khoản hai chồng cùng sử dụng, và người nào sử dụng gì thì người kia cũng đều biết. Cho nên là riêng nói về cái việc mà quản lý chi tiêu thì hai vợ chồng đều tự xử với nhau hết, tự biết với nhau hết, không có cần phải minh bạch hay là ghi chép gì hết, tại vì trong tài khoản nó sẽ có danh sách ra hết. Còn những cái tài sản lớn của gia đình thì Phương giao toàn bộ cho anh quản lý. Tại nói thật là Phương không có rành lắm về những cái đó. Còn Phương chỉ chuyên tâm vào công việc của Phương, rồi con cái. Còn những cái chuyện xã hội hay những cái chuyện gì đó lớn thì anh. Mà tất nhiên là tất cả mọi chuyện trong gia đình của hai chồng đều phải bàn bạc thống nhất trước, rồi mới đi ra quyết định. Có thể thấy là chồng Phương với Phương là không có bí mật.
Đúng rồi. Password cái gì là biết hết. Mà nhiều khi có những cái tài khoản chung một password luôn. Chúc mừng Phương nha, đã tìm thấy một cái người tuy hai là một với mình. Nói chung thì Phương cũng rất là cảm ơn là chúc mừng của host. Nhưng mà mình cũng không chủ quan được. Mình cũng vẫn phải có những cái tiết chế và những cái... Nói chung trong đời sống vợ chồng chắc chắn nó có va chạm mà. Nên là từ giờ đến cái lúc mà gọi là cuối đời á, cái điều quan trọng nhất phải vẫn là hai chồng phải luôn luôn biết nhường nhịn và biết chia sẻ với nhau nha. Đặc biệt phải chia sẻ với nhau. Có những cái mà mình không có, mình cứ giữ trong lòng hoài, nó sẽ là cái u nhọt, nó sẽ chắc chắn nó sẽ đến ngày là nó vỡ và rất nguy hiểm. Những cái lời chia sẻ của Phương host nghĩ là rất là hữu ích đối với người phụ nữ, những các bạn trẻ mới bước tới cái ngưỡng cửa hôn nhân hay những người đang trong cái cuộc hôn nhân của mình, cũng là thêm một cái góc nhìn, một cái chia sẻ từ một cái cặp đôi đang hạnh phúc trong thì hiện tại. Và chắc chắn sẽ còn nhiều ngày, nhiều tháng nữa trong tương lai, với cái tâm thế của Phương là không bao giờ cho mình cái tâm thế là ỷ lại, được rồi là sẽ ngừng cố gắng. Bởi đây Phương mới nói ngay từ đầu là mình phải luôn nỗ lực. Cảm ơn Phương vì những chia sẻ rất là dễ thương và chân thành trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và hót chúc cho Phương, cũng như là sao ta chúc cho Phương sẽ luôn giữ được cái sự tươi trẻ, cái năng lượng tích cực và một cái tâm thế luôn không ngừng cố gắng từ gia đình, sự nghiệp. Mình sẽ luôn giữ được cái sự dung hòa và viên mãn, không phải trong hiện tại mà nhiều năm tháng về sau nữa. À, cảm ơn hót và Lê Phương cũng rất là cảm ơn khán giả của Southstar và cũng cảm ơn Southstar đã cho Phương có khoảng thời gian ngồi nói chuyện với mọi người. Và cũng chúc cho host nha, Phương biết host lâu rồi và cũng mong là những lần sau gặp lại host vẫn xinh đẹp, duyên dáng và phải nói là phong độ như vậy nha. Cảm ơn Phương rất là nhiều. Hãy bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2022. Một tài khoản của khán giả chỉ có thể bình chọn tối đa một lần trong một ngày cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất.